Bản tin quốc tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng thống Putin tuyên bố tương lai nước Nga phụ thuộc vào quân đội. Quân đội Belarus sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nga cáo buộc Mỹ về vụ tấn công tên lửa tại Crimea. Thủ tướng Israel nói giao tranh với Hamas ở Rafah sắp kết thúc. Căng thẳng Israel-Hezbollah gia tăng. Tổng thống Putin tuyên bố tương lai nước Nga phụ thuộc vào quân đội. Tổng thống Nga Putin tuyên bố tương lai của Nga phụ thuộc vào quân đội, lực lượng đang thực hiện các nhiệm vụ tại tiền tuyến. Trong buổi gặp với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quân sự tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định, ngày nay, phần lớn phụ thuộc vào lực lượng vũ trang, ý tôi là tương lai của đất nước chúng ta. Có lẽ, những điều quan trọng nhất hiện giờ đang được quyết định bởi các bạn và đồng đội ở tiền tuyến. Ông nhấn mạnh, tôi tin chắc, tôi không nghi ngờ gì rằng chúng ta sẽ làm mọi thứ chúng ta dự định. Tổng thống Putin cho hay, Nga chỉ có thể dựa vào chính mình trong những vấn đề liên quan đến việc chứng tỏ bản thân với mọi thứ nước này cần và đang đương đầu thành công với nhiệm vụ này. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, sẽ không có ai giúp đỡ chúng ta. Liên bang Nga phải tự mình làm mọi việc và chúng ta đang đương đầu với điều này, ông Putin nói. Theo các nhà chức trách của Nga, trong những năm gần đây, Nga đã phải sống trong bối cảnh bị trừng phạt nặng nề nhưng vẫn cố gắng tự cung cấp cho mình cả về đảm bảo nguồn cung thực phẩm và thuốc men. Quân đội Belarus sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus đã chứng minh rằng các lực lượng vũ trang Belarus sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu cần, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin tuyên bố ngày 23 tháng 6. Phát biểu trên đài truyền hình CTV của Belarus, ông Krenin cho hay, cuộc huấn luyện được tiến hành cùng với các đồng nghiệp Nga của chúng tôi cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của quân nhân chúng tôi, trình độ huấn luyện cao và khả năng thực hiện các nhiệm vụ này. Ông cho biết thêm, có thể khẳng định rằng quân đội Belarus có khả năng và sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết. Đồng thời, Bộ trưởng Krenin cho rằng Nga không cần thiết phải triển khai thêm vũ khí tại Belarus vì số vũ khí đã được triển khai đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ do Tổng thống Nga Putin đặt ra. Đầu tuần này, Tổng thống Putin tuyên bố ông không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho các quốc gia khác để đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Krenin mô tả giả định rằng những vũ khí như vậy sẽ được cung cấp cho Belarus là hoàn toàn vô nghĩa vì động thái như trên không thể được thực hiện nếu không có sự cho phép của Tổng thống Belarus. Bộ trưởng Krenin nhấn mạnh, học thuyết quân sự của nhà nước liên minh giữa Nga và Belarus xác định rõ ràng các trường hợp có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vì vậy, trong vấn đề này, chúng ta sẽ chỉ tuân thủ những tiêu chuẩn và quy tắc đã được xác định và thống nhất. Hãy để các chuyên gia muốn trở thành chuyên gia nói những gì họ muốn. Nga không cần cung cấp thêm bất kỳ vũ khí nào cho lãnh thổ Cộng hòa Belarus để hoàn thành nhiệm vụ do Tổng thống Nga đặt ra. Họ có đủ vũ khí của riêng mình và có đủ quốc gia đồng minh để hợp tác, ông Krenin tuyên bố. Moscow và Minsk đã tổ chức giai đoạn đầu tiên cuộc tập trận chung sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược từ ngày 27 đến 31 tháng 5 vừa qua, khi Belarus bố trí các cơ sở hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của mình. Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ ngày 11 tháng 6. Nga cáo buộc Mỹ về vụ tấn công tên lửa gây thương vong tại Crimea. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 6 cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào Crimea khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và hơn 100 người khác bị thương. Các quan chức do Nga bổ nhiệm tại Crimea cho hay một tên lửa đã phát nổ phía trên khu vực bãi biển của thành phố Sevastopol, bắn mảnh đạn vào những người đang thư giãn tại đó. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Washington và Kiev phải chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công tên lửa có chủ ý nhằm vào những cư dân hòa bình. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự của Sevastopol bằng tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ cung cấp được trang bị đầu đạn chùm. Bộ này cho biết thêm, 4 tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng tên lửa thứ 5 đã thay đổi quỹ đạo sau khi bị đánh chặn với đầu đạn của nó phát nổ trên không trung. Tuyên bố nhấn mạnh, tất cả các nhiệm vụ bay cho ATACMS của Hoa Kỳ đều do các chuyên gia nước này tích hợp dựa trên dữ liệu trinh sát vệ tinh của chính Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, những hành động tương tự sẽ phải hứng chịu biện pháp đáp trả. Thống đốc Sevastopol Mikhail Resvozayev cho biết 3 trẻ em và 2 người lớn đã thiệt mạng, cùng gần 120 người bị thương. Resvozayev cho biết thêm, cuộc tấn công nhằm vào Ustkuyevka, một khu vực có nhiều bãi biển và khách sạn. Thống đốc xác nhận Ukraine đã phóng 5 tên lửa bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn trên biển, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống bờ khiến nhiều người bị thương. Thành phố cảng bên bờ Biển Đen và căn cứ hải quân trên bán đảo Crimea đã được Nga sáp nhập vào năm 2014, nhưng vẫn được quốc tế công nhận là một phần của Ukraine.
Sevastopol thường xuyên bị Ukraine tấn công, nhiều tấn công ngày 23 tháng 6 gây chết người một cách bất thường. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky trong một bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi các quốc gia phương Tây giúp Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công trên lãnh thổ nước Nga. Thủ tướng Israel tuyên bố giao tranh với Hamas ở Rafah sắp kết thúc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3 tháng 6 tuyên bố giao tranh ác liệt giữa quân đội Israel với phiến quân Hamas ở thành phố Rafah phía nam dải Gaza sẽ kết thúc. Giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến chống lại Hamas sắp kết thúc, ông nói trong buổi phỏng vấn với kênh 14 ủng hộ Netanyahu của Israel. Ông khẳng định điều đó không có nghĩa là chiến tranh sắp kết thúc, nhưng cuộc chiến đang trong thời kỳ căng thẳng sắp kết thúc tại Rafah. Thủ tướng Israel cho hay trong buổi phỏng vấn đầu tiên với truyền thông Israel kể từ khi cuộc chiến nổ ra mùng 7 tháng 10. Sau khi kết thúc giai đoạn căng thẳng, chúng ta có thể tái triển khai một số lực lượng về phía Bắc và chúng ta sẽ làm điều đó, chủ yếu nhằm mục đích phòng thủ, nhưng cũng để đưa những cư dân đã di rời trở về nhà. Thủ tướng Israel cho hay, ông sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào quy định chấm dứt chiến tranh ở Gaza, cho thấy rằng ông sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận một phần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao trả một số con tin vẫn bị giam giữ tại Gaza. Thủ tướng tuyên bố mục tiêu là trả tự do những người bị bắt cóc và lật đổ chế độ Hamas ở Gaza. Các quan chức Mỹ hoài nghi về mục tiêu của Israel cho việc loại bỏ hoàn toàn Hamas. Trước đó, phát ngôn viên của quân đội hàng đầu Israel cho hay, nói rằng chúng ta sẽ làm cho Hamas biến mất, ném cát vào mắt người dân. Ông nhấn mạnh, Hamas là một hệ tư tưởng và chúng ta không thể loại bỏ một hệ tư tưởng. Căng thẳng Israel-Hezbollah gia tăng. Lực lượng Hezbollah ngày 23 tháng 6 đã tấn công vào hai vị trí quân sự ở miền Bắc Israel nhằm đáp lại cuộc tấn công của quân đội Israel khiến một chỉ huy cấp cao của nhóm Jamaa Islamiyah thiệt mạng. Lực lượng Hezbollah cho hay các chiến binh của họ đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào doanh trại Beit Hillel và trụ sở của sư đoàn 91 mới thành lập gần thành phố Safed miền Bắc Israel. Nhóm Jamaa Islamiyah hôm 22 tháng 6 thông báo về cái chết của một trong những chỉ huy của nhóm, Ayman Godmeh, sau tấn công của Israel ở thị trấn Kiara thuộc khu vực Beka phía đông Liban. Israel cũng xác nhận việc thực hiện cuộc tấn công, cho biết Ayman Godmeh là người chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí cho lực lượng Fash, cánh vũ trang của Jamaa Islamiyah và Hamas trong khu vực. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng mạnh trong ngày gần đây với việc Israel hôm 18 tháng 6 tuyên bố kế hoạch quân sự tại nước láng giềng phía Bắc đã được phê duyệt. Đáp lại, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công không giới hạn nhằm vào Israel để chiến tranh nổ ra. Trong diễn biến liên quan, máy bay của hãng hàng không quốc gia Kuwait hôm 22 tháng 6 đã khởi hành tới Liban để sơ tán công dân, một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Kuwait kêu gọi công dân nước này tại Kuwait rời đi do tình hình an ninh.